Hello tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chơi Game của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục ở game Arca Survival Evolved ngày sinh tồn tiếp theo nhé. Hình như mình nhớ không nhầm là tập này là tập 27. Ui, nói chung là nhanh phết nhờ. Thì để xem coi trong tập này mình chắc là sẽ đi bắt cái con Demnit hoặc là cái con Celestial nào đó để mà lấy mấy cái trứng để sau này mình còn chế mấy cái cục ọt nữa. Cục ọt nó cần mấy cái trứng đó. Hiện tại bây giờ thì mới bắt được có mấy cái con Demonic thôi. Hình như là chưa bắt được cái con Celestial nào cả. Mình đang tính là bắt cái con Argentavis Celestial để cho con nó đẻ trứng đi là hợp lý nhờ. Ủa cái gì đây? Đẻ trứng gì? Trứng Indominus Rex. Nói chung là bây giờ mấy cái trứng này cũng không có cần nữa. Nhiều quá rồi. Sau rồi để kiểm tra xem cái chỗ thu trứng như thế nào rồi. Nè. Đấy. Trời ơi trứng boss kìa. Nhìn sợ chưa. Một đống. Trứng này là tha hồ để mà mình chế cái bồ alpha boss đó. Được. Để nó xem tí coi. Với lại scan thêm tọa độ của mấy cái con kia để mình bắt nữa. Ở nhà đang có một con cá sấu này, mình nghĩ chắc là bắt thêm một con cá sấu nữa đi. Vừa là có con mới mà vừa có trứng luôn là hợp lý. Ủa để xem coi tập trước mình có cái trứng gì mình chưa ấp ta. Cái này là Alpha Indominus Rex à. 8 quả Demonic. Tập trước là mình có được cái con gì ta? Ủa? Rimtot là con gì ta? Như con S. Này là con Riffin Bionic Gigan. Ừ mình có mấy con Bionic Gigan rồi. Nhưng mấy cái con này là mình không có xài nè. Mình cất lại vô nhìn cho nó gọn. Nào để xem coi kiếp bồ coi mình đang thiếu kiếp bồ gì vậy. Làm ít nào. Alpha đây. Đó, cho nó làm chục cái cầm theo. Lúc nào cần thì mình tem thôi. Cái bộ Demonic với lại Celestial thì còn khoảng chừng hai mấy cái vậy là đủ bắt rồi. Bắt được một cặp. Sau đó chúng ta là có trứng đúng không? Trứng thì mình sẽ làm được cái gọi là cái cục ọt này nè. Cục ọt này để đi bắt cái con Celestial với lại cái con à không. Bắt con Spirit với lại con Chao. Đấy, mình muốn có hai cái cục này sớm để mà thử tem cái con Spirit Dodo với lại cái con Chao Dodo thử coi hai con này nó như thế nào đây. Ở những series trước thì mình chưa có tem cái con đó. Không biết là nó sống được lâu hay không đây hay là xíu là nó chết rồi. Rồi. Let's go, đi thôi. Bây giờ mục tiêu là đi tìm cái con Demonic với lại con Celeste. Trước kìa đã, tìm con cá sấu để mình đích lại đi. Demonic cấp rồi, siêu chết level 600 cho các bạn mừng nè. 45-24. Đi. Đó, bắt con level cao luôn. Đâu nào, cá sấu đều nít đầu. Tới đây một xíu nữa cho mới thấy nhờ. Ô, từ từ nha, ở đây có con. Ô, con này có Enforcer thường à. Con này cá sấu gì đây? Cá sấu Apex. À đây, con Demonic đây các bạn, level 600 luôn. Đây con mình cần đây. Cái con này nó không
nó không có bị mấy cái con khác làm phiền, cho nên là mình không có sợ nó bị giảm level nha. Hơi bị ngon luôn. Đây, các bạn xem cho kỹ nhá. Cái con này là nó sẽ được 100% cái hiệu ứng efficiency, cho nên là cứ yên tâm, không sợ đâu nha. Đó, 100% efficiency kìa, cộng 299 level luôn. Đâu ngon. Rồi, em này mình sẽ thu lại về cho nó tạo trứng là đẹp. Đây một con đúng không? Để mình thả thêm một con nữa nè. Có cần phải bỏ vô trong không ta? Từ nha. 149 dam, 120 mấy. Mình thấy là cái con mà 110 mấy dam này nó ổn hơn nè, tại vì biết sao? Khi mà tiến hóa mình lên cái hạng Fallen sau này á thì cái điểm này có thể là quá 250 mấy lần nó bị mất cái lượng dam của nó đấy. Cho nên là giữ khoảng tầm 110 mấy điểm thôi là đẹp. Còn 150 mấy là khả năng là reset dam rất là cao. Cho nên thôi, chơi chắc đi nhé. Giờ mình sẽ làm một cái lọ chuyển đổi giới tính cho nó cái. Xíu nữa nhìn nó đẻ trứng là đấy. Mới đổi phát môn là có trứng liền à. Nhanh thực sự ạ. À. Hợp lý bro. Từ nhưng mà ở đây thì nó vẫn chưa được cái hiệu ứng đẻ nhanh đúng không? Để mình tí. Mình lôi đầu một thằng ra cái đã. À thằng này được nè. Thằng này nó đang bị liệt đúng không? Thằng này đang bị liệt. Ok. Mình kéo ra ngoài kia đi. Cho nó giúp mấy con kia đẻ trứng siêu nhanh. Bỏ cái lót này vô rồi bật cho nó chế độ wandering lên là đó. Nó kích cho hai cái con này nè. Đó, các bạn thấy có hiệu ứng quả trứng không? Đẻ trứng hơi bị nhanh luôn. Cứ đợi một thời gian sau là chắc là một đống. Rồi, nói chung là xong cái vấn đề là trứng của Demonic rồi nha. Bây giờ tới ắt cái con Celestial. À, để xem coi mình sẽ chọn bắt cái con nào mà nhiều tí coi. Hilacoleo à. Cái phim thì có một con lẻ nè. Uầy, ở đây thấy là Acentavit là ngon. Acentavit là có nhiều nè. Tha hồ cho mình lựa chọn luôn. Mình bắt một con level 600 với một con level 500 mấy thôi, để cho sau này nó không bị reset down là hợp lý nhờ. Ui, xa thế. Có mấy con Arantavit này, xa phải chứ. À, ở đây có một con 580 được nè. 71, 48. Đi. Đi luôn. 71, 48. Móc ở đây, qua bên đây. Vô, đâu nhỉ, 71, 48. Cái mic mình dạo này nó bị sao quá các bạn. Sắp sửa phải mua mic mới rồi, úi giời ơi. Đâu, Arantavit đâu? Xí nha, ở đây có vẻ là hơi đông đấy. Cút. Đi chỗ khác chơi, Chỗ này tao không phận sự miễn vào. Ở đây nè, ủa?
Celestial nhưng mà lại là màu hồng. Mình nghĩ là do cái bản Valentine nó vẫn còn á. Nó không có bị nó là sao ta? Nó không có biến đổi cái màu nhờ. Bây giờ mình xóa hết thú đi á, tại vì qua cái mùa Valentine rồi cho nên là giờ nó mất hết cái màu đi kia đi. Cái gì đây? Cái gì đây thằng quỷ? Rồi. Vậy không được rồi, mình sẽ cho con này tỉnh lại, tại vì con này sói này nó cắn hơi nhiều. Nó sẽ bị giảm cái efficiency của nó đi. Đó. Con này tỉnh lại đi xong rồi mình sẽ bắn nó xỉu lại. Để cho nó chắc. Rồi ok rồi đó. Bây giờ mình cho nó ăn cái bồ hay là ngon. Đấy. Nó có là được 100% efficiency rồi, bao ngon. Rồi nha, một em Celeste nha. Thu lại. Giờ thêm bắt thêm một cái con Arentavis đó nữa là đẹp. Celestial Argentavis. Mình chỉ cần tìm con nào gần gần nhà mình thôi là được rồi. Cũng không cần level cao đâu. Level cao sau này nó bị reset đam là ngu người. Rồi bắt con level 500 mấy thôi là được rồi. 540 thôi. Được á. 38-49. 38-49. Các bạn đừng có quan trọng cái level của nó quá cao nhé. Vừa phải thôi thì nó mới đạt được cái sức mạnh tối đa sau này. Nếu như mà các bạn thấy cái lợi hiện tại là cái cấp độ nó cao quá các bạn bắt á, thì sau này các bạn sẽ nhận lại được kết quả tiến hóa đi, nó yếu xìu cho coi luôn. Là ví dụ như là chỉ số đang ở thời kỳ đỉnh cao là 100 mấy chục điểm hay 200 mấy điểm đi, tự nhiên tiến hóa xong cái nó còn có 5-6 điểm mà là cái con của bạn nó phê, nó yếu quá tèo luôn á. Đâu rồi, chỗ này là Celestial đúng không? Đây rồi, đây nè, bắt cái con tầm này thôi là hợp lý rồi nè. Ủa, trời, ủa cái con này là con 360 mà, nhưng mà thôi kệ đi, cứ bắt đại đi các bạn. Nó 360 cũng được, không sao cả, mình đem lấy trứng thôi mà. Chủ yếu là test cái con kia kìa. Test là test cái con ủa lại Agitavis. Ủa Agitavis này màu đẹp nhờ, level 820 mấy nồi. Rồi bắt con level 360 này tạm trước cái đi. Rồi cộng một con nữa. Còn bắt tiếp. Đúng không? Hồi nãy là bao nhiêu nhỉ? 30 mấy đúng không? Chắc là coi. Celestial. Này bắt với mấy con này nè. 3849. 3849. Vậy là chắc phải bay ra đây một xíu nữa. Yo. Ủa chỗ này chỗ nào đây ta? Eternal Gigant. Bạn nào kêu là mình phải đi quánh cái con gì nhỉ? Cái con Rim Gigant thì nó mới spawn ra cho mình cái con Amorid Amorid Gigant thì phải. Đúng không ta? Mình không nhớ rõ cái tên nữa. Từ nha, ở đây là thú hơi nhiều đó. Mới kêu cái sẹt cho ta. Giờ để tìm cái con Arentavis của mình ở đây nó là cũng
cả một vấn đề đó. Hơi bị đuối đấy. Ở đây thú màu hồng nhiều quá, nhiều khi nhìn cái màu nó bị nhầm. Rồi Aventavis Shredder của tôi đâu? Đây đúng không? Yeah, chính xác. Ui, có cả cái con Alpha Boss luôn kìa. Hồi nãy mình làm 10 cái bộ không? Thế thì mình tem luôn cái con này ở đây là hợp lý luôn rồi các bạn nhờ. Ủa cái gì ở đây được? Khoan, cậu bay đứng lại đây, cậu bay đứng lại, đứng yên đó. Xỉu hết cho chế. Khỉ, mấy con khỉ con. Trời ơi, các bạn có nó nằm một cục kìa, nằm hết luôn kìa. Ây da, mình ở đây có mấy con khỉ con, mình sợ là nó bị tụt level của con này thôi. Mình sẽ cho con này tỉnh lại tạm thời đi. Nó biến mất rồi. Nó biến mất, nhưng mà thôi mình cứ cho một con tỉnh lại đi. Xong rồi mình bắn nó xỉu rồi mấy con kia tí cho tỉnh sau. Con này dài chỉ cần ăn một viên là nó xỉu à. Ổ súng super này bắn khá là ngon. Đi ra khỏi chỗ đó xíu đi đã. Bay lên ra chỗ khác. Bay chỗ khác. Ơ kìa. Nó bắn hụt rồi. Mày xíu. Rớt nài liền. Đấy, 100% Effectiveness gì đó. Ngon nè. Rồi thêm một con nữa vô bộ sưu tập. Ủa, à đây. Tưởng không lấy lại được chứ. Tem luôn cái con Alpha Boss này nha. Con này level max luôn á. Hơi tốn cái bồn sưu tôi nhưng mà đáng. Effectiveness. Đấy, bao ngon. Rồi men. Bây giờ về test tụi nó từ từ là được rồi. Xong rồi đó. Tôi là vậy là ổn rồi. La 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 la. Con nè, hai con nè, ba con nè. Đấy, cái bản bình thường á, lúc mà chưa có cái dịp lễ Valentine thì nó sẽ là màu này. Rồi sau cái dịp lễ là nó ra hai cái con màu này đây, không có màu hồng đây. Quái nồi, mình cũng không có hảo cái màu đó lắm. Quan trọng là có thêm được cái con boss nè. Alpha, con này hơi bị to. Từ nhà mít làm sao con này nó đẻ trứng được nhờ. Rồi cái chỉ số tiếp coi. 119 dam, 76. Rồi như thế là cho hai cái con này nó đẻ trứng. Còn lại test cái con này ngon nè. Test cái con ngoài cùng bên đây là ngon. Con này chỉ số đam cao nhất. Này con mà lè đúng không? Con này con phè mà lè. Ok. Bây giờ mình sẽ thử. Ủa? Mà khoan, có gì đó nó sai sai ở đây. Hình như là Arentavid nó không có đẻ trứng thì phải, đúng không ta? Ây da, mình tính hơi sai rồi đó. Không, nó không có đẻ trứng. Vậy con nào đẻ trứng ta?
Có, đây, 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 nó đã trứng rồi nè. Trứng select này nhưng mà hơi chậm, hơi chậm. Để mình vác hai cái thằng khỉ này lên như kia cái đã. Hơi chậm nha, hơi chậm nha. Nhưng mà có đẻ trứng là được rồi. Nó cũng giống như hai con trên đây thôi. Cho bọn này nó gần nhau tí. Ủa cái con Ovid. À đây. Để cho bọn này nó gần nhau xong rồi có được cái con kia nữa. Bọn này đẻ trứng. Được quả nào cho ta? 8 quả Demonic. Ôi dồi ôi. Đây rồi, một quả Celestial đầu tiên. Ok men. Bây giờ làm cho cái con kia một cái yên cái đã. À, lên tạo vít. À, pack. Đây là một cái Celest trước. Một cái con Mega. Con nó Alpha đâu? Alpha là Mega đâu rồi? Megalodon. Hình như con này. Đúng không nhỉ? Mega Pidocus Alpha. Rồi. Hai con, test hai con. Ui, dạo này đau lưng thế nhờ. Ui, có thể là hôm chủ nhật là hôm nay nè. Các bạn xem video lúc này chắc các bạn có thể thôi nha. Có thể mình nói trước nè là có một cái video đó. Còn nếu mà mình khỏe thì mình xếp hai clip. Nhưng mà khả năng cao là chỉ có một clip trong ngày chủ nhật hôm nay đó. Do là mình hơi mệt. Cả tuần làm sắp mặt đâu. Chỉ có hôm chủ nhật là nghỉ ngơi để mà kiểu sao ta hồi phục sức khỏe. Để sang tuần mới là mình bắt đầu mình làm việc lại cho nó khỏe. Khi mà ngày nào cũng làm như vậy, không có ngày nghỉ ngơi là sắp mặt luôn á. Nên là có ngày là mình nghỉ hơi nhiều. Cho nên các bạn cũng phải thông cảm giúp mình để cho mình có thời gian được nghỉ ngơi nhé. Vô vô đi test đam tí coi. Đam nè. Máu nè. Chỉ biết cho nó bay nhanh tí coi. Wow, chim này cái màu đẹp quá. Celestial. Argentavis. Thử đam quay. Mấy anh bot rồi. Đó, nó đá bình thường thôi là được. 1 triệu 3 rồi nè. 1 triệu 3 này là. Ui, 1 triệu 9 luôn. 1 triệu 9 luôn nha. Bây giờ mình bấm canh chuẩn C cái coi. Cái này mình nghĩ chắc là phải tầm 2 triệu rưỡi. Bao nhiêu vậy? 2 triệu 9 luôn kìa. Ui da. Ghê vậy. 2 triệu 9 luôn cơ. Ủa, con gì đây? Charodo à? Không phải. À, nè. Mấy con bò cạp. Mấy con bò cạp bên mod AG. Cái vụ nổ này được tầm 1,5 triệu đam. Tạm được, không quá yếu. Ấy. Rồi, chuột phải là gì đây? Chuột phải chắc gấp đúng không? Ủa, sao gấp không được mấy con này nhỉ? Ý, từ nha. Alpha chi kè. Ủa, có con Alpha chi kè ở đây ta. Thường thường mà mấy cái con Alpha này xuất hiện là kế bên nó sẽ có một cái con Rim Alpha nữa cơ. Sao cái con này không có ta?
Vô lý vậy. Ôi, Megatron level 1160 à, dữ vậy. À, có con Rimo nè, đây con này thử lửa được nè. Đâu? À, nút ít coi. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, nó đốt à. Ui cha. Đây gọi là chiêu phóng phóng long chim à. Đúng không? Nhưng mà con đao hơi lâu nha. Đây các bạn, nó đốt à. Cái này là phải bắn dính vô người luôn, đam mới to. À. Đó, cái này mà kiểu dính 100% vô người á là cả trăm triệu máu là chết ngắt liền á, không giỡn đâu. Này là phải để cho các bạn vậy ta thử với lại mấy con Origin nó mới đã. Nè cái chiêu phóng gai này các bạn. Ui cái phóng gai giờ nó làm ra cái hiệu ứng màu xanh xanh dương nữa, nhìn nó đẹp hơn hồi trước nhờ. Nhìn nó làm nói chung là sống động hơn tầm khoảng 1-2 năm trước của cái mod này nè. Nó mới làm cái hiệu ứng làm nhìn còn hơi xấu. Mưa bơm bão đạn, bùm 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 bùm, đứa nào dính biển cha đứa đó chết, ráng chịu. Tropical. Yeah yeah yeah. Về thâu về thâu, chúng ta còn một cái con kia ở nhà nữa. Này đi. Mày đi, mày có boy. Mày đi không? Mày. Ô nó không có spawn ra cái con Titan nhỉ. Nó mà spawn ra con Titan là hốt luôn rồi đó. Đây, từ nha, cái con này để mình đạp phanh tí coi. Con này hình như mình chưa có nâng stamina đúng không? Ok. Thì mình nâng cho nó đóng stamina lên, nó trâu. Một tí quay. Ồ, tính ra là con này mình chưa có imprint đúng không? Để mình imprint cho nó lên phát nữa luôn nha. 289 triệu máu, 138.000 đam. Đã đá mấy con này thôi là đã thấy đam to rồi. Mày hả vậy? Khủng long hồng này, khủng long màu hồng. Khủng long cổ dài. Ôi, chỗ này sẽ bom chiêu một cái mà là đi nè. Tiêu. Ôi, nó có tác dụng với mấy con thú xương kìa, thấy không? Được á, được á. Một con cái nữa nè. Đồ. Mình imprint cho nó lên cái nhẹ coi mình lên được bao nhiêu đây. Đâu rồi cái lọ steroid của mình đâu rồi ta? Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đây. Chiu. Uầy. 635 triệu máu. 297.000 đam. Rồi, bọn này xong rồi. Qua bên xe mà thử kiếm cái con mấy cái con Rim Alpha coi. Xem mấy con nó chịu được bao nhiêu đam, bao nhiêu hit đây. Ơ nhưng mà sao kỳ vậy, từ từ. Tại sao cái dòng mà sao biết này nó không có tăng thêm ta, kỳ cục vậy. Mấy cái điểm kia được tăng mà chỉ có riêng cái sao biết là không được tăng thôi. Ủy 6 triệu đam là gần bằng một nửa với lại cái con Indominus Rex Celestial kia.
đá mấy con này sắp mặt luôn. Rồi mấy thằng ăn ăn miếng chai một cái cũng đi. Ui lên 8.2 triệu luôn nè. Ôi cái con này nếu như mà muốn mình không biết là mình tiến hóa con này bây giờ cho nó lên cái hệ cô rúp được không ta, hay là tiến hóa lên kiểu như sao ta, ascendant gì đó đúng không ta, không nhớ tên. Nhưng mà cái hệ xíu cái ô này là có khả năng tiến hóa lên hai cái lận, một cái là cô rúp với một cái là ascendant thì phải. Gì? Flame Drake. Đem con này luôn nhỉ? Con này có vẻ lạ nè. Ê. Con quỷ này đâu ra mà tới ngon vậy mày? Ôi, có con này tem được nè. Khoan, con này lạ. Tem, con nào lạ là tem. Nữa hả? Mấy thằng quỷ này nó cứ tới nó hỏi thăm mình hoài ta. Cái gì đây? Con này cô rúp nhưng mà alpha nè, để mình tem con này đi. Ui da, sắp mặt. Mình thu nhầm luôn cái con Arendavid của mình luôn ạ, quá trưởng. Ăn chết con bà nó liền con. Đây là Die Wolf à. Ủa ê, nó sẽ bao ra con Silvaho kìa. Ừ nha, cái con này tem bằng cái Silver Treat đúng không? Có sữa luôn à. Lẩm mày luôn vậy. Silvaho nè, mày ho không mày? Ho với chúng tôi à. Ôi, nó không có sẽ bao ra con gì lạ nha. Mấy túi đồ thế nào? Đây là Eternal Wreck. Ồ oh. Nhưng con này cũng chả có gì đâu. Với mấy con này cho nó xác suất nó spawn ra cho mình mấy cái con xịn hơn. Để nhiều cũng đâu có làm gì đâu. Lo và lòng gì hết trơn là mình dứt hết trơn á. Ủa từ ủa cái con sóc cái con sóc alo này sao nó lạ vậy ta, con này lạ nhưng mà nhìn nó cũng yếu vậy, nó cũng yếu vậy trời. Được cái là lạ thôi à, gì nữa đây? Dino Blood Token nè. Nhà mấy cái này nhiều rồi. Token hả mẹ. Sao nó con gì là ao. Cứ mỗi lần giết một con thì khả năng nó sẽ bỏ mấy con khác. Ừ, làm miếng nước rồi đã. Nãy giờ nói mệt quá.
quánh nhau bị xéo rồi bay. Nó có gì vui vậy? Hôm bữa ở đây mình nhớ mình quét một lần rồi ta. Nó lại spawn lại. Thằng quỷ. Rồi. Đây overlord gì mà nhóc hết trơn à. Nhiều lắm. Bây giờ mình chỉ rảnh ngồi mà đi vòng vòng cảm sát thôi là cũng có khá khá. Ấy. Hình như là nó mới spawn ra cái con Celestial gì kìa. Úi giời. Rất tàn hình luôn. Được nhờ. Tàn hình với chúng tôi nè. Em đắm chết cụ luôn không không rồi. Gọi là quá tay quá tay. Xong cảm xong cảm. Không không kiềm chế được sức mạnh. Ồ nó lại spawn ra con Eternal khác nè. Con này level 600 luôn, ngon. Bồ đội cụ hồ. Thỉnh thoảng lòi ra một thằng. Quá trời đậu. Nhìn nó đây. Ê, nó spawn ra cái con Kaguru kìa các bạn thấy không? Blacky Dawn đó. Ôi chết cái con cụ này rồi. Tự nha, ở đây có một cái con gọi là Celestial đúng không? Nãy giờ mình có thấy cái gì nó cứ bắn đùng 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 rồi đó. Rồi để mình kiểm tra coi. Ở đây là Elemental Group Lightning à. Lightning nè. Mày đi. Mày là thằng nào đây? Ủa nhé, mình nhớ mày bắt con level 600 rồi mày ta. Mày lạ quá, tao giết mày luôn. Có một con Celeste gì nè. Ủa Hilacoleo 540. Hồi nãy mình nhớ là chỉ có 180 với 100 đúng không? Tự nhiên là con này nó mới spawn ra thì phải. Nhưng mà tem nó luôn mới được. Mày còn nó rảnh về sẽ test đam sau. Nói chung là tập này bắt nhiều lắm. Mình cũng không biết đặt tiêu đề là gì đâu, cứ đặt từ lượt vừa đi. Rồi nữa mình rảnh mình test mấy con này sau. Đây có một con Bacon Overlord nè. Cái con này là phải làm sao để cho nó spawn ra con boss mới ngon. Con này trâu phết đấy. Ây da, nó lại lò ra thêm 3 thằng mini nữa. Ê, cái tổ độ này nó nhiều. Mấy thằng nhóc này đập sát không được ha. Mấy con golem mini nè. Này là phải để cho cái con Terry nó vào nó mới đã. Nhiều nguyên liệu. Quay lại chỗ cái con chào Root Model District coi nó tỉnh chưa. Hay là nó vẫn còn xỉu ở đây vậy. Nhìn nó chết luôn rồi. Mình nhớ là tập trước cái con nhện chào nó ở đây. Tập này nó đi đâu rồi? Tỉnh chưa hay là bị con nào nó cắn lén rồi chết queo luôn. Alpha boss à, con này bắt không ta?
Kiểu ở nhà cũng đang cần trứng của Alpha Bot á, nhưng mà nên bắt khỉ hay là bắt nhện đây? Nhện nó đẻ cũng ngon á, mình sẽ bắt con nhện đi. Trong là tập này bắt nhiều lắm. Mấy các bạn thích đặt tiêu đề gì thì đã các bạn đặt nha. Một con nằm chờ bãi. Rồi cộng một con boss alpha nữa. Nhiều quá ta. Nhưng mà cái tập này chủ yếu là vẫn là tem mấy con này nè. Con này rồi về sau khi mà mình giết cái con Creator thì mình sẽ được một cái cục tiến hóa cho mấy cái con Celestial này. Sau đó mình tiến hóa cái con Arentavis này cho nó lên Ascendant. Rồi nếu mà được nữa thì sẽ cho nó thêm cái phóng xạ vô nữa là bị Corrupted à. Mạnh hơn nữa. Thằng này trâu cỡ nào đâu, nó đá cho một cái một lần chết rồi. Mày là thằng nào đây? Abed với chúng tôi nè. Ui, mấy con Abed đây cũng ghê lắm á. Ui, nhắc Abed mới nhớ. Hồi nữa đi mò đi bắt mấy con Abed mới được. Tại vì mấy con Abed khi mà mình cho nó tiến hóa lên cái nhiễm phóng xạ. Rồi, các bạn không tưởng tượng được cái sức mạnh của nó đâu. Nó nhân lên gấp nhiều lần lắm. Mình vừa ấn tượng như cái con con gì ta? Mình nhớ tên coi. À Gigan Apex. Trời ơi, cái con đó thì thôi. Ủa? Con Gigan này cũng tem được nè. Con này chắc cùng giống với lại cái con T-Rex hồi nãy. Nhìn đây. Quỷ Basilisk này. Con nó tỉa ghê vậy. Con này bắt không ta? Ừ, bắt thử coi nếu mà tiến hóa được. Gặp con nào bắt con đó. Mình còn thiếu cái con Enforcer. Đúng rồi. Mình còn thiếu cái con Eternal Robot Enforcer Mesh gì nữa. Rồi. Cái con đó mà khi mà giết nó xác suất triệu ra con Robot Mesh á, bắt cái con đó nó còn mạnh nữa. Rồi, nói chung là còn dài, cứ thoải mái thôi. Có được con nào thì mình cứ bắt. Rảnh thì mình test thôi các bạn nhờ. Chừng nữa mình sẽ đi ra ráng tìm được cái con T-Rex sau. T-Rex cho nó tiến hóa lên Alpha. Và Alpha lên ủa đâu? T-Rex không biết là nó có cái hệ flame không ta? Xem coi. T-Rex, 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 T-Rex. Cái gì đây? Tao đang xem mày ơi. Hai thằng ba thằng hai đứa nào đây? Hai thằng khùng này. Trời ơi, thích kiếm chuyện. Thích kiếm chuyện là mày đi rồi con.
Thôi đi về. Ôi. Lại Sebon con mới à, lại Sebon con mới à, lại Sebon con mới à, lại Sebon con nữa. Bắn hoài vậy. Bon hoài, xì bon hoài, xì bon hoài nó giết hết. Ây da, con quỷ nó cao đô rồi, sắp giờ nổ banh cái bàn tay leo bọt của mình nè. Nó đi về. Nãy giờ là quậy nhiều lắm mà nó giết biết bao nhiêu con rồi. Về thôi. Tèn tèn tèn. Nghĩ thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu mà bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một lượt subscribe nhé. Giờ mình mệt, mình buồn ngủ lắm rồi. Có thể là chiều nay sẽ không có clip đâu, cho nên là các bạn cũng đừng có kiểu là trông hóng quá. Nếu như mà mình khỏe thì mình sẽ up tập tiếp theo, vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 4 giờ chiều. Đấy các bạn, mỗi ngày các bạn cứ online vào tầm giờ đó thì các bạn sẽ có clip để mà coi, xem giải trí chơi. Vậy nha. Nhớ like clip và đăng ký kênh ủng hộ mình đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.